Kitô đã chết và đã sống lại. Thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với người, và mọi người đều phải chết nơi Adam. Thế nào thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Kitô như vậy. Niềm hy vọng của chúng ta đã chiếu sáng nơi trần gian này là nhờ Đức Kitô đã giao hòa ta cùng Thiên Chúa. Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại, thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với người, và mọi người đều phải chết nơi Adam. Thế nào thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Kitô như vậy. Dù ta còn ở thế gian, vẫn đã sáng lên niềm hy vọng là nhờ Đức Kitô đã gieo mầm sự sống. Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại, thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với người, và mọi người đều phải chết nơi Adam. Thế nào thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Kitô như vậy.